Alo Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào anh cư xá Duy Tân. Ủa, Ủa biết anh, thầy là thầy. ví dụ như em không có rảnh lắm, nhưng ví dụ như bây giờ nhà anh đang ở đi, mà chính phủ Mỹ người ta cần làm một cái việc gì đó đó, mà mặc dù là anh đã mua cái nhà đó rồi, thì người ta có mua lại cái nhà của anh không, hay là người ta thu hồi cái nhà đó, cái đất anh đang ở đó, xong người ta đền cho anh một khoản tiền nào đó để anh về chỗ khác ở không? Không thì nó cũng như ở Việt Nam thôi em, cái này khác. Bây giờ những cái nhà ví dụ như giờ nhà đang ở mà nó tự nhiên nó nằm trong một cái khu nó quy hoạch thì những nhà xung quanh cũng bị chứ, phải không? Thì nó sẽ mua lại giá thị trường thôi, cái đó bình thường không sao. Nhưng mà cái thành phố này ở Hawaii nó khác nè, nó có giá trị mà khủng khiếp mà nó Nó là không đảo du lịch mà đúng không anh? đúng rồi. Và bây giờ nó kêu nó muốn nó gạ người ta bán mà đâu ai người ta muốn bán đâu, là dân người ta ở đó từ bao nhiêu đời thì nó gạ hoài không được thì nó có những âm mưu để nó chiếm đoạt. Còn em hỏi câu ban nãy thì em thấy như nó không có liên hệ với em này. Thế là ý là thế hóa ra là mấy anh này anh dạng như kiểu là tán không được là chuyển sang hiếp dâm mới đúng không anh? Thế trời Đúng bạo rồi, lực tại vì quá. nó không có một cái lý do, Như nó là không có đối lý do với gì á, nó không có lý do gì để quy hoạch cái vùng đó, nó quy là hoạch anh nó Duy không Tân, có lý do gì hết. anh Duy Tân ơi, cho em hỏi vụ này cái nào. Thì cái hồi nãy trong cái đoạn clip cô gái kia nói đó, có một cái tình tiết á là không hiểu những tay cò đất làm sao nắm được cái gia đình nào ra sao, mà khi việc xảy ra đó là cái đám cò đất là lật đật chạy tới đó để muốn là đàm phán với cái những người dân đó để mua lại căn nhà, bán lại căn nhà đó vân vân, đúng không? Thì cái trường hợp như vậy em hỏi anh nè, tức là trên nước Mỹ thì trước đây nó cũng xảy ra nhiều cái thảm họa rồi đúng không ạ, chứ không phải là không riêng cái gì ở Hawaii. Thứ nhất là cái vụ mà tòa tháp đôi, có ai có con cò nào chạy tới đó mà hỏi mà mua lại cái đất ở cặp tòa tháp đôi không? Cái thứ hai nữa là những cơn bão như Katrina hay là những nạn cháy rừng ở California vân vân, thiệt hại gì đó, thì có trường hợp mà cò nào mà nó tới đó để nó liên hệ nó mua lại đất ở đó không anh Duy Tân? Anh Duy Tân có nghe quá tin đó chưa? Ví dụ như Katrina đi, thấy không? Thì cái đó đất ở đó đâu có giá trị đâu nhiêu đâu, toàn là những người nghèo đó ở đó, nó nằm ở vùng đó mắc mới nó mua là làm gì, nó mua là đổ nợ. Còn cái thành phố đó nó, cái nơi mà mới vừa cháy vừa rồi ở Hawaii nó có giá trị. Nhưng mà anh không có thể liên hệ giữa những người cò mua nhà đó, mua đất mua nhà đó với lại tụi chính phủ Mỹ hay là tụi đại tư bản. Anh không biết. Thành ra nếu mà anh nói anh sẽ bị chụp mũ, thế là Chú mua quan. ra anh không biết. Anh cái điều đó anh không biết. Nhưng mà cái tụi mà buôn bán nhà bên này thì dễ thôi, nó có cái là gì database ấy, nó biết liền là ai là chủ nhà ở cái khu mà mới bị cháy, nó biết thì nó là cơ hội thôi, nó nhảy vào nó mua. Anh không biết là nó có liên hệ đến chính phủ không, anh nghĩ có thể không nhưng mà anh không trả lời được, anh không biết. Còn cái tụi mà nó mua nhà thì nó đúng là nó hơi vô đạo đức đó, tại trong cái trường hợp là người ta mới cháy nhà nó nhảy vào nó đòi mua này kia, nó cũng hơi Ủa như anh thử dứt rớt hay gì ta? Anh tính ra như vậy anh Duy Tân, tính ra như mình thế này nè, theo em thấy là chứng tỏ là chính phủ Mỹ họ có cái nền giáo dục cũng tốt đúng không? Cụ thể là vấn đề là gọi là cái tinh thần gọi là lá lành đùm lá rách á, lá lành đùm lá rách á. Thì khi mà thảm họa nó xảy ra, cháy cháy nhà, thiệt hại về người dân ở Hawaii nhảy ra, thì lập tức là có cò đất tới liên hệ để sang nhượng lại, để một phần nào đó giúp hỗ trợ cho người dân liền. Cái tinh thần này không, cái đó em đâu cũng ok à, không đúng không? thành gì em nói móc tinh thần gì, cái này nó đâu liên hệ đến cái tinh thần gì đâu. Cái này nó tụi này là cơ hội chủ nghĩa thôi, thì nó Ủa không nhảy phải vào nó hả? mua không chứ cái tinh thần gì em, ai mà làm cái gì kỳ ấy. Nhưng mà tụi nó Vậy mà em cứ tưởng là cái tinh thần gọi là lá rành rùm lá rách, không là tương thân tương ái đúng không? Thì tương anh thân gì ái nó em cũng lan tỏa cho cái đám cò đất Mỹ, đâm ra mà khi mà người ta em nói lập chơi tức là nó tới, nó tình cách em nó nói hỗ chơi cho trợ, nó vui không sang chứ nhượng lại sổ đỏ đất nền liền, thì như vậy cũng ok nói chơi đó. Và không phải vậy. hả? Mỹ nó cũng có những cái Và xin nó lỗi có những xin cái lỗi. cơ nó có những cái cơ quan nó ví dụ như là có những hoạn nạn hay là những cái thiên tai bất cứ đâu thì nó kêu gào để mà
gây quỹ này kiểu ủng hộ thì cũng có, nhưng mà 10 thằng thì hết 8 thằng đó là toàn là đút túi thì nhiều cho thì ít. Còn cái trường hợp mà mấy cái tụi mà mua bán nhà nó gọi ấy, thì anh bảo đảm là nó không có liên hệ tới không liên hệ tới nãy em mới gọi là gì là cứu trợ ở vậy hả đấy, nó không liên hệ tới em. Ủa vậy là bên Mỹ không có cả cò từ thiện luôn này anh? Đúng rồi. Không có em nói cò từ thiện là sao anh không hiểu. Ý là dạng như kiểu lên kêu gào quyên góp xong rồi cho thì ít mà đút túi thì nhiều á. Ồ, cái đó chuyên môn mà chỉ cho nó chuyên môn cái đó. Em nghĩ là Mỹ nó kêu gào người ta gây quỹ xong nó lấy bao nhiêu tiền quỹ nó đưa cho người dân đó là không dám rồi anh. Không À. thành 100% là như thế, nhưng mà anh nghĩ cũng cũng đại đa số 70-80% trở lên đó. Ví dụ như Thằng nó gây nào quỹ được 1 triệu thì nó bỏ túi cũng hết 900 ngàn trong đó. mấy anh khoe mấy anh củi bên kia là thấy quyên góp mấy chục năm nay mà đâu nó đi đâu hết. Đã thảo sao ông Nguyễn Công Kỳ ông kêu là cứ gom vào anh cầm tiền anh trốn luôn. À, thế là nó có lịch sử từ lâu đời rồi. Ừ, nhưng mà phải nói là qua cái nhiều cái sự kiện ấy, qua nhiều cái sự kiện đặc biệt là cái mạng xã hội bây giờ nó rộng rãi rồi, nó lan tỏa rồi, thành ra là như cá nhân em cũng vậy, em cũng nhìn thấy nhiều cái vấn đề nó cũng rất là có thể nói là nó giống như kiểu trước đây mình không nghĩ là nó sẽ xảy ra đâu, đặc biệt là ở nước Mỹ. Nếu như mà qua lời những cô chú anh chị mà gọi là luôn kêu gào chửi phá chống phá Việt Nam mình á, ở bên nó thì em nghĩ là nó sẽ không xảy ra những cái việc như vậy, kể cả là thuyết âm mưu hay là suy luận thì theo em nghĩ nó đều không thể diễn ra được. Nhưng mà đến khi mà em tiếp cận được và thời gian gần đây thì em mới thấy là đúng là ở xã hội nào đó nó cũng có những vấn đề này vấn đề kia, thế mình nhìn nhận nó như thế nào và mình cảm nhận về đất nước mình như thế nào thôi, chứ còn để mà tuyệt đối thì em nghĩ là không có, tương đối cũng là khó rồi chứ đừng nói tuyệt đối. Từ vấn đề này vấn đề kia về rồi kể cả như trước đây em nghe thôi nha, trước đây em chỉ nghe thôi mấy anh nói là sang Mỹ không làm có ăn hay được ở nhà lầu đi xe hơi, hay là một trong những cái tình tiết mà cái vụ việc xảy ra ở huyện cư Quynh của Đắk Lắk, anh cư xá Duy Tân theo dõi chắc cũng biết đúng không? Một số đối tượng nó khai nó kêu là có người cho nó hay hứa nha, hứa cho nó tiền cho nó xe rồi đưa nó sang Mỹ này hoặc là sang nước thứ ba này kia, thì em mới thấy được là phải nói là cái sự dã man này, cái sự dã man của cái sự lừa đảo của những cái thành phần này đúng là nó quá là khủng khiếp. Mồm thì nó luôn kêu gào đấu tranh cho đồng bào tôi rồi các kiểu, nhưng mà hở ra cái là nó đưa đồng bào lên máy chém không à. Ngày hôm nay đúng là qua tiếp cận em mới thấy có nhiều cái mà trước đây mình mơ hồ là bị dụ dỗ thiệt. Em cũng một thời gian em nghĩ chắc chắc chắn là ở bên Mỹ sẽ có những vấn đề đó, bởi vì nhìn nước Mỹ người ta hiện đại, người ta phát triển như vậy thì người dân người ta sung sướng như vậy, chắc là em nghĩ là đúng ạ, sang Mỹ chắc không phải làm có ăn mà có nhà có xe, chỗ sao sướng vậy, thảm nào nhiều người cứ thích qua Mỹ. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu xong em mới thấy được là đúng là những lời mấy anh này nói đó nó chỉ khẳng định là nó chỉ được 1% nào đó thôi, thậm chí không tới, mình không thể tin tưởng những cái lời nói mà hoa mỹ như vậy. Thế sau một thời gian dài đi em tìm hiểu em mới thấy là đúng là những anh này anh quá dã man đi, cái bản chất con người của các anh nó đã bị biến chất rồi. Mặc dù thời gian nó quá lâu rồi nhưng mà với cái mục đích tư lợi cá nhân anh làm cho cái nhiều người ở Việt Nam mình đây này nhẹ dạ cả tin là nghe theo các anh ấy, rồi cuối cùng là vi phạm pháp luật, những cái mà mất đi nhiều thứ, chính xác là mất đi nhiều thứ, thực sự là Chú những anh này anh quá dã man. xin lỗi Trung, xin lỗi Thư Quang với xin lỗi bạn Duy Tân nha. Bây giờ trời đang mưa, nó bắt đầu ầm ầm tới rồi nghe không được, tôi xin thoát nha. Rồi chào anh thường chủ nhất ạ. Cảm Dạ. ơn anh lắm nha. Chào Trung nha, Dạ. xin lỗi nha. Dạ. 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 Dạ Anh ok, con đúng chào chú. không? Anh trả lời chung như này, anh sống ở Mỹ nhưng mà anh cũng không cái đề tài nào ra đề tài đó anh không thể nói là nước Mỹ nó khốn nạn, nó coi như là nó thay thảm như vậy. Nước Mỹ nó vẫn là một nơi mà nó là một cái
gọi là vùng đất của gì của cơ hội mà em. Cho nên nếu mà ai mà họ cố gắng làm việc sáng tạo hay là cái gì đó học có trong cuộc sống, nói chung là sống sống và làm việc tốt trong cuộc sống mình thì mình vẫn phát triển chứ không phải là nước Mỹ là, nhưng mà đương nhiên là nước Mỹ nó là nơi mà nếu mà không đi làm mà lười ấy là thê thảm lắm, thê thảm hơn ở bên Việt Nam nhiều đó. Anh không có vừa đúa cả nóng, anh không có muốn nói ở nước Mỹ ấy. Nhưng mà anh đang nói về những đề tài mà nói là những thằng mà đại tư bản nó là chính phủ Mỹ nó bắt tay nhau nó làm những chuyện đó mà mình người thường người ta không để ý đâu, nhưng mà những cái hậu quả của tụi nó làm đó, có thể là vô cùng lớn. Nhưng mà những người nào mà đặt câu hỏi thì nó sẽ chụp mũ họ là thuyết âm mưu hết. Bây giờ mình đi ngược dòng lịch sử đi, mà nói liên hệ chính sách Việt Nam mà đi, nó bịa ra cái vụ sự kiện vụ Vịnh Bắc Bộ, em có nhớ không? Dạ, nhớ. Cái đó là một cái khởi gọi là giống như là giống như phát súng đầu tiên để mà gây ra cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó. Nó bịa ra là quân đội hải quân miền Bắc bắn vào tàu chiến của nó mà đang nằm ở hải phận quốc tế, xong rồi nó ra tổng thống gì đó Johnson ra quốc hội nó xin quốc hội ủng hộ nó để bắt đầu can thiệp quân sự vào Việt Nam đó, nó bịa ra cái đó. Thì nói chung là nó có thể làm bất cứ cái gì nó làm, ngay cả vụ ngày 11 tháng 9 ấy. Ngày xưa có nhiều người nói đây là một cái âm mưu của nó, mà anh không tin làm gì có chuyện âm mưu được. Nhưng mà bây giờ thì anh khẳng định là biết đặt tất cả là bị đặt, không có cái thằng bố nào trong này tự nó phá sập cái đó, xong không những nó phá sập hai cái tòa nhà đó mà nó bắn hỏa tiễn vào Lầu Năm Góc. Đó. Giờ để anh hỏi em chứ, ok, nó một cái máy bay ấy, nó lao vào trong cái góc của cái nhà Lầu Năm Góc đi, tại sao không có một cái hành lý nào hết, không có một cái xác máy bay nào hết, không thấy một cái xác máy bay, không có hành lý, không có xác thi thể của hành khách, mà cái máy bay tự nhiên nó đâm vào cái tòa nhà đó, cái, nó biến mất luôn, không còn gì. Mà em biết máy bay ấy, là nó làm bằng những cái kim loại mà nó không thể triệt tiêu được, em đốt cỡ nào nó không triệt tiêu được, mà nó còn có cái gọi là hộp đen black box đó. Nó có thể tìm được cái đó đúng không? Nhưng mà khi mà đâm xong nó chỉ đưa tin ra cho người ta biết là tụi không tặc nó cướp máy bay và đâm vào cái tòa Lầu Năm Góc vậy thôi. Còn cái chuyện mà đi làm cái gọi investigation nữa hay là gì ta, nói là điều tra này kia là nó không có đưa ra cái đó. Mà anh có người quen của anh ấy, ông là nhân viên đặc biệt ấy, thì ông đang ở gần đó, thì ông không có thấy một chiếc máy bay nào ở trên đó. Nhưng mà cái ông thấy cái Lầu Năm Góc bị nổ cái, thì mấy thằng cảnh sát ở đó nó quay, nó dặn người dân liền, trong đó có ông nói chứ là tụi mày không được nói gì hết, tụi mày không được nói gì hết, tụi mày chỉ có biết là có một chiếc máy bay đâm vô thôi, vậy thôi, không nói gì khác hết. Chứng tỏ là cái lợi ích mà khi mà diễn ra các sự kiện này đối với các tập đoàn tư bản nó rất là lớn, nên người ta giống như người Việt Nam mình hay có câu, anh cứ sai cho Tân nhớ, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, dạng như kiểu vậy ấy. Thì cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ ở Việt Nam hay là cái sự kiện mà Trân Châu Cảng ấy, để cho Mỹ trực tiếp ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và nhảy vào gọi là phân chia thuộc địa với các nước ấy, Liên Xô các thứ đó,
thì càng ngày mình, rồi là các cái sự kiện khác ở các cái quốc gia gần đây, như kiểu là cái sự kiện lọ muối ở Liên Hợp Quốc các thứ, sâu chuỗi lại thì em cảm nhận được là khi mà cái mục đích kinh tế người ta, cái lợi ích của một số ít người là giới tài phiệt, người ta cần thiết thì người ta vẫn có thể bỏ đi những cái sinh mạng của những người dân, thậm chí là một vài các cái loại công chức nhỏ, ví dụ như Lầu Năm Góc. Anh nói em mới để ý nha, chính là em có theo dõi vụ này, anh nói em mới để ý, em vào em tìm, đúng là hiện tại thì mới một chút hình ảnh thôi, em tìm ở trên cái phương tiện Google, em không bao giờ thấy được, nhưng mà không thấy cái máy bay đúng rồi, không, cái tòa nhà thì cháy đây đang xịt nước nhưng mà lại không có cái hình cái máy bay nào luôn. Anh nói em mới để ý đó, trước đây là em không có để ý đâu nha, quá là kinh khủng, đúng không ạ? Mà cái tòa nhà tháp đôi ở New York đó, thậm chí anh còn nghĩ là không hề có chiếc máy bay nào đâm vô nha, nhưng mà em thấy có chiếc máy bay đâm vô là nó dùng gọi là gì, thủ thuật vi tính để làm hỏng cái máy bay đâm vô. Làm được mà em, dễ mà, đúng không? Giống như kiểu ấy hả anh? Giống như kiểu Apollo đổ bộ lên mặt trăng ấy hả? Bây giờ vậy nói vậy đi ha, ví dụ như đó, đến đúng giờ giấc rồi, nó cho nổ cái tòa nhà thứ nhất, ok, nó vừa nổ xong cái là cái thằng trong nhóm của âm mưu của tụi nó là, đương nhiên nó quay được cái hình nổ rồi, gì phải không, là nó bỏ vô trong máy vi tính của nó, là nó cho máy bay vào, nó cho cái máy bay bay vào, đúng không, xong rồi cái nó thảy nó ra ngoài, nó thảy cái hình ảnh nó ra ngoài. Thế là tụi mấy tụi đài truyền hình truyền thông này kia thì đương nhiên nó cũng nhận được cái đó, người dân tất cả mọi người đều nhận được cái hình ảnh đó, nó thảy ra ngoài giống như là một người dân đã quay được, em hiểu không? Thì nó có hai ba thằng trong nhóm đó, nó thảy ra ngoài một cái hình đó, hoặc là thêm một cái hình ở cái góc độ khác, ví dụ vậy đó. Cho nên anh nghĩ là hoàn toàn không có máy bay nào. Em nghĩ sao? Thì cái đó thì em cũng không dám khẳng định, nhưng mà khi anh nói cái sự kiện đó thì em nhớ các sự kiện là thứ nhất, thứ hai nữa là em chỉ theo dõi được các cái video trên khi mà đã cái vụ việc nó xảy ra rồi á, thì hai cái tòa tháp đôi thì vẫn thấy có máy bay bay vô, thì em không dám khẳng định, nhưng mà đúng là ở Lầu Năm Góc thì em không thấy cái xác máy bay. Thế nhưng mà ba cái thiệt hại á, cái thiệt hại thì nó cũng rất là nhỏ, nó nhỏ hơn rất nhiều so với lại tòa tháp đôi. Bởi vì nếu cái máy bay mà nó đâm vô tầm cái tòa tháp đôi cao như vậy mà nó sập á, thì nó đâm vô Lầu Năm Góc thì em nghĩ chắc cũng thiệt hại ít nhất cũng phải tầm một nửa. Đấy, cũng phải tầm một nửa chứ không thể ít hơn được, nhưng mà rõ ràng là có chút xíu rồi, đúng không? Dạ có chút xíu à, mà nó cũng không nhìn thấy xác máy bay. Rồi sau đó thì cái sự kiện này thì sau đó là nó diễn ra cái cuộc chiến ở Afghanistan, đúng không anh nhỉ? Afghanistan. Đó. Cần thiết phải đi qua những nơi đó. Nó cần một lý do, đúng không ạ? Cần một cái cớ, chúng tôi là lấy ra một cái cớ để có thể mà mang quân vô, chứ không thì tự dưng mang vô thì nó lại vô lý và nó miễn cưỡng quá, nó giống như kiểu là không, bất kể một lý do gì. Người, em có coi mấy thông tin của những nhiều người họ đặt câu hỏi lại, họ làm cái giống như cái điều tra cá nhân đó, thì cái sập của cái tòa nhà đôi này á, nó là có, nó giống như là có, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là demolition đó, có nghĩa là nó có những cái tòa nhà cũ đó, người ta thuê người tới nó gài mìn để nó làm cho sập xuống, em hiểu nha. Nó sập theo cái kiểu đó, sập theo cái kiểu mà có trật tự thì qua thì cái qua cái câu chuyện của anh Duy Tân với Trung chia sẻ nãy giờ đó, thật ra là nó cũng là những cái thắc mắc của em trước giờ thế này nè Duy Tân nè. Về vấn đề cái đầu tiên á, là vấn đề mà nãy anh Duy Tân với Trung chia sẻ về vấn đề là cái một cái chiếc máy bay nó rơi vào chỗ Lầu Năm Góc gì đó, họ công bố như thế đúng không? Thì thứ nhất là vấn đề đặt đề ra là không thấy xác chiếc máy bay là một cái. Thứ hai nữa là vấn đề nếu mà có một chiếc máy bay nó vào rơi vào khu vực đó đi, thì nó sẽ xảy ra một vụ cháy tối thiểu rất là lớn, đúng không? Với một cái phạm vi là nó không hề nhỏ, mà cái dấu tích đó thì hầu như cũng không thấy luôn. Đó là anh chưa ạ?
Còn cái thứ hai nữa, em vẫn thắc mắc từ đó giờ là vấn đề là cái khi mà cái chiếc máy bay mà đầu tiên nó đâm vào tòa tháp đôi đó. Em thắc mắc lại vấn đề này nè, cái hình ảnh đó ở đâu ra mà có? Của tụi Ở đâu ra mà có? nó của Đúng không? nó Mà nếu mà bây giờ ví dụ mà những người nào đưa hình ảnh nó lên đi, có nghĩa rằng là gì? Họ không thể nào mà họ vô tình họ quay được hết á. Chứ không ai rảnh đâu tự nhiên đi quay tại tôi chơi chơi chi để thấy cảnh máy bay đâm vào, mà thấy rõ ràng là cái góc máy á, là đúng là cái góc máy là cái chỗ chiếc máy bay đâm vào luôn, đúng không anh Duy Tân công nhận không? Em nói như thế này nè, ví dụ như người dân hay ai đó mà vô tình quay lại được á thì cùng lắm á là họ quay lại được từ cái chiếc thứ hai nó đâm vào, bởi vì chiếc thứ nhất là hoàn toàn bất ngờ, đúng không? Đó. Rõ ràng cái chiếc thứ nhất nó đâm vào là hoàn toàn bất ngờ, cái tình tiết đó không ai biết được, không ai hình dung được là một cái máy bay dân sự đâm vào tòa tháp mà đứng mà đẹp mà chờ đặt máy máy sẵn mà quay cái cảnh đó đó, đúng không? Ví dụ như họ có quay đi chăng nữa, à cái chiếc đầu tiên nó đâm vào rồi họ thấy rồi á, thì bắt đầu họ mới đưa máy lên họ quay thì họ thấy được cái chiếc thứ hai hoặc là chiếc thứ ba sau đó thì ok mình chấp nhận được. Còn rõ ràng cái này hầu như là toàn cảnh ngay từ đầu đến đuôi luôn, anh như ta công nhận của em điều đó không, mọi người nhớ lại không? Đúng Nhưng mà không? nó New nó có cái gì đó nó rất là vô lý. York là một thành phố du lịch em, thành ra biết bao nhiêu người nó dùng máy nó quay lung tung, nhưng mà lúc mà quay được cái lúc mà nó nổ thì cũng anh nghĩ là có nhiều người họ quay được cái lúc nó nổ đầu tiên, nhưng mà những cái hình ảnh người ta quay được nổ đầu tiên đó là những cái hình ảnh nó được giấu hết rồi, tụi Mỹ Chặn hết tụi à? gọi là gì ta, chặn hết, chặn hết, nó chỉ đưa cái hình của nó lên, tại vì nếu mà nó nổ cái thì những cái hình của nó đưa có máy bay và hình của người người dân quay không có máy bay đâu có được em, thành ra nó chặt hết, thành ra nó chặn hết, anh bảo đảm luôn mấy người đó bị đe dọa. Em nghĩ là ghê đó anh giờ anh nói chuyện với em cũng ơn, tại vì anh thật ra anh chỉ là con tép hạt bụi thôi, không có gì hết, chứ nếu mà anh có tầm tầm ảnh hưởng lớn mà nói đề tài này nó giúp học anh thôi, không có đùa đâu, À, anh nói thiệt đó. thảm nào mấy anh ở bên kia anh toàn chửi Việt Nam, mà cái sự kiện ở Mỹ anh đâu bao giờ nói gì đâu, giờ em hiểu nguyên nhân rồi. Không, tụi nó thì tụi nó không phải, không phải vậy đâu, chắc em nói chơi, em nói chơi, nó không phải là vì cái lý do đó mà nó nói, tại vì cái tụi mà chống cộng nó chả biết gì, nó chả biết gì về mấy cái vấn đề tài này, mà nó chả biết đâu. Lại nó đâu cái đầu óc của nó, cái tư duy của nó đâu có gì, nó chống Mỹ đâu, nó động nó Mỹ nói gì là tin cái đó, mà thì nó cái đó không phải là cái mà nó không nói, nó không nói về Mỹ, mà tại vì nó không biết gì về Mỹ, lại nó không quan tâm về Mỹ, chính phủ nói gì là nó tiêu thụ hết, nó nghe hết, nó chỉ có sống ở Mỹ mà nó biết nhiều ở Việt Nam hơn những người ở Việt Nam vậy thôi, chứ còn những gì chung quanh, những gì xảy ra chung quanh của nó biết đâu. Thế em nói em nghĩ nó chơi, chứ còn không phải là chứ nó làm gì nó biết được là những cái bây giờ mà em ra nói với nó là cái tháp đôi này là có sự có âm mưu của chính nội bộ Mỹ tạo ra, nó bác lên mấy thông tin đấy, bây giờ cần gì nói xa, xa giờ nói gia đình anh này, nói gia đình anh này. Bây giờ nó nói ông anh của anh viết hai ba cuốn sách, ba cuốn sách thì mình những gì ông biết đó là ông lấy từ tất cả thông tin của Mỹ nói gì là ông bỏ trong sách ông, nếu mà Mỹ nói cái gì mà mình tin hết á thì là mình chả biết mẹ Mỹ nói cái gì là mình đặt câu hỏi, nhiều khi nghĩ ngược lại thì may ra đúng, ví dụ giờ nó nói chứ ông Putin đi, ông là giống như là phát xít vậy, phát xít lăng bành trướng, thì em cứ nghĩ ngược lại, nghĩ ngược lại có nghĩa là Mỹ mới là bành trướng, Mỹ mới là phát xít, hoặc là cái thằng Ukraine mới là phát xít, hoặc là nó đưa thông tin đó là Nga mới vừa rồi bị tướng của Nga gì đó Zisko bị chết, nhưng mà nó đưa thông tin là Nga À, nghe nói Nga Nga nói là ông bị bệnh chết, nhưng mà tụi nó nghi là ông bị chết ở chiến trường đó, bất cứ cái thông tin này nó đưa phải nghĩ khác đi, tại nó mục đích của nó là nó tuyên truyền mà người dân Mỹ này bị Mỹ bao nhiêu năm nay rồi quen rồi, họ giống
như một cái đàn cù